Mình đang học cái Linh thì lại thấy chơi món Vinh với lại món thằng Huy, giờ chắc là về rồi sao ấy. Bố, mẹ đã vừa về trông thôi. Bà trông làm tí, anh thủ dí mấy củ hành ra kia thi thoảng lấy đôi lá hành để ăn. Vâng, đây dâm ở đây. Ui dồi ôi, lần trước cháu ra ở ngoài kia rồi. Sao ấy, rồng thêm rạch măng tây ấy, thế là nhổ lên xong rồng lại nó cứ cằn cằn, nó không trồi được mầm ấy. Thế là đem rũ nó ra cắm cành khác. Ở rìa này nó cứ lên cỏ ấy, dầm ố nó vào đây xong cỏ nó có lên. Vâng, nó đỡ. Bây giờ đây như vườn này tốt, nó không phải dám thò lên. Đằng này nó còn những cái cây lằng nhằng nó còn đỡ thì ở đằng kia nó toàn những cái cỏ xốp xốp như này này. Lội vào quán đây. À, thế này có mà rắn nó nằm ở dưới. Ê, không lâu lâu rồi dâm được một ít ở giáp tường kia nhưng nó vóng quá sao nó không lên được. Mà thi thoảng cắt cũng được nắm, còn hai vợ chồng nó bắt canh vừa vừa đủ ăn. Anh Thanh bảo anh mua máy cắt cỏ về sao anh dọn cho em một lối em lên vườn em khăn dao và thôi chê chả ăn gì chớ kia có mấy gốc rồi thi thoảng hai lắm không thì ăn rau khác giờ lên vườn ghê. Cái mùa này nó mưa nắng thất thường ấy rắn rết nó ra nhiều nọ. Thấy đứa bạn cháu ở trên phòng ăn nhà nó mặt đường chả có tí vườn nào luôn. Mà hai hôm nay hôm nào có giá thử mang không bảo con to bằng ngón chân cái. Hôm qua lại thấy đăng lên con to bằng ngón tay cái này này. Nhưng nó ngắn, con hôm nọ to à. Nó bảo nhà tao chả có vườn ấy. Ghê. Em hôm qua thế nó bảo là bố đi làm về thấy có một con đang bò ở sân ở hiên này. Thế là đi xin xi măng nhà bên cạnh bịt hết những cái lỗ vỡ vỡ ở rìa nhà mà vào. Không biết là nó có ổ đâu quanh nhà rồi. Ghê. Mua ít rác